kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu chuyện Quốc tế. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện liệu Campuchia có trở thành con nợ của Trung Quốc như Sri Lanka. Mặc dù Campuchia và Sri Lanka khác biệt nhau về mặt vị trí địa lý, nhân khẩu học và mô thức quan hệ chiến lược với Trung Quốc, có những bài học cốt yếu mà Campuchia và các nước nhỏ khác có thể học để tránh rơi vào tình thế của Sri Lanka. Dòng tiền hỗ trợ kinh tế của Trung Quốc vào các nước Sri Lanka và Campuchia cho đến nay đã làm dấy lên những câu hỏi về ý định đằng sau những khoản vay khổng lồ này. Trong khi Trung Quốc có thể vẫn được coi là một nước đang phát triển, thì chiến lược hiện tại của nước này trong việc cung cấp các khoản vay quyền lực mềm và viện trợ cho các nước láng giềng trong khu vực gợi người ta nhớ đến chế độ triều cống mà nước này đã sử dụng trong thời kỳ đế quốc xa xưa. Campuchia là một trong những đối tác quốc tế và đồng minh ngoại giao gần gũi nhất của Trung Quốc, đồng thời là nước đang thực sự nằm gọn trong tầm ảnh hưởng về kinh tế và chính trị của nước này. Thủ tướng Campuchia Hun Sen gần đây đã mô tả Trung Quốc là người bạn đáng tin cậy nhất của Campuchia. Tương tự, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mô tả Campuchia như một người anh em khi Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thăm Bắc Kinh hồi tháng 6 năm 2016. Trung Quốc hiện là nước viện trợ lớn nhất về mặt quân sự cho Campuchia, đồng thời là nhà cung cấp viện trợ phát triển và đầu tư nước ngoài lớn nhất cho nước này. Từ năm 1992 trở lại đây, Trung Quốc đã cho vay với điều kiện ưu đãi và viện trợ cho Campuchia tổng cộng khoảng 3 tỷ đô la. Một báo cáo năm 2016 của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết mức nợ công đa phương với nước ngoài của Campuchia hiện ở mức 1,6 tỷ đô la, trong khi nợ công song phương của nước này với Trung Quốc là 3,9 tỷ đô la, tức 80% số nợ của nước này do Trung Quốc nắm giữ. Nhìn rộng ra các nước khác, sự liên đới ngày càng gia tăng về mặt kinh tế của Sri Lanka với Trung Quốc cũng gây nên mối quan ngại trong giới học giả và hoạch định chính sách. Một mặt, lập luận này thừa nhận Trung Quốc đã đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của Sri Lanka. Trong giai đoạn từ năm 1971 đến năm 2012, Trung Quốc đã cung cấp cho Sri Lanka trên 5 tỷ đô la. Hầu hết số tiền này được rót vào phát triển hạ tầng. Trong số đó có 1 tỷ đô la được Trung Quốc đầu tư vào một cảng nước sâu tại Hambantota và hàng tỷ đô la khác vào sân bay Matala, một tuyến đường sắt mới và dự án thành phố cảng Colombo. Tuy nhiên, những người phản đối nhận thấy những sai lầm trong quan hệ song phương Trung Quốc-Sri Lanka. Thứ nhất, Sri Lanka đã vay hàng tỷ đô la từ Trung Quốc để xây dựng hạ tầng trong nước. Nợ công ước tính của Sri Lanka là 64,9 tỷ đô la. Trong đó 8 tỷ đô la là nợ Trung Quốc. Hiện trạng này có thể được quy cho lãi suất cao của các khoản vay từ Trung Quốc. Với dự án cảng Hambantota, Sri Lanka đã vay 301 triệu đô la từ Trung Quốc với lãi suất 6,3% một năm, trong khi lãi suất của các khoản vay ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB chỉ từ 0,25 đến 3%. Sri Lanka đang lún sâu trong cuộc khủng hoảng nợ, hoặc như mô tả của một số học giả, một bẫy vay nợ. Thứ hai, Sri Lanka hiện không có khả năng trả hết nợ cho Trung Quốc bởi nền kinh tế của nước này tăng trưởng chậm. Để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của mình, chính phủ Sri Lanka đã phải đồng ý chuyển đổi nợ thành cổ phần. Nhưng quyết định gần đây của Sri Lanka cho phép các doanh nghiệp Trung Quốc nắm giữ 80% cổ phần cùng thời hạn thuê cảng Hambantota lên tới 99 năm đã gây ra làn sóng phẫn nộ của công chúng cùng các cuộc phản đối có tính chất bạo lực tại Sri Lanka. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Trung Quốc còn được trao quyền khai thác và quản lý sân bay Matala, công trình được xây dựng bằng khoản vay trị giá từ 300 đến 400 triệu đô la từ Trung Quốc, bởi chính phủ Sri Lanka không thể kham nổi các khoản chi phí tổng cộng lên tới 100 đến 200 triệu đô la mỗi năm. Việc tiếp cận được cảng Hambantota và sân bay Matala đem lại cho Trung Quốc một vị trí chiến lược về quân sự trong tình huống xảy ra một cuộc xung đột trên Ấn Độ Dương, đồng thời là yếu tố chủ chốt cho sáng kiến vành đai và con đường của nước này. Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc cũng có thể buộc Sri Lanka phải hậu thuẫn quan điểm của Trung Quốc về tranh chấp tại Biển Đông cũng như chính sách một Trung Quốc.
Liệu Campuchia có thể tránh được bài học về bẫy vay nợ của Sri Lanka? Campuchia phải ý thức được rằng ảnh hưởng của Trung Quốc tại nước này sẽ tăng lên cùng với quy mô vay nợ. Điều này đã rõ, thể hiện qua việc Campuchia gần đây đã quyết định đơn phương trì hoãn cuộc tập trận người gác đền Angkor với Mỹ trong 2 năm, đồng thời cấm treo cờ Đài Loan trên lãnh thổ nước này. Chính sách đối ngoại của Campuchia dường như chủ yếu để phục vụ lợi ích chính trị và ngoại giao của Trung Quốc trong khu vực, trong khi uy tín quốc tế và sức mạnh mềm của Campuchia thì đang bị xói mòn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi, đóng góp ý kiến từ quý vị. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!